Xin chào bạn, hôm nay mình giới thiệu đến bạn một món nồi của Toshiba. Đây là nồi tô gọi là song chuông phiên bản nửa lít đấy các bạn. Đây mã nồi RC4PJ. Đấy, tức là nồi nửa lít. Thì cái nồi này các bạn nấu được khoảng 2 người ăn thôi các bạn, tức là tầm một bát gạo, hơn bát gạo một chút thôi nhé. Đấy, cái này là phím 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 cứng nhé các bạn, chứ không phải là cảm ứng nhé. Đây, cũng kiểu như nó lai lai cái dòng hai vành đấy các bạn, tô chuông vành đấy. Đấy, mình xoay cho bạn xem nhé. Đây thông số đây. Đấy. 0.45 lít nhé các bạn. Này không bể vỡ gì nhé các bạn. Rồi, cái này đời này nó không có quai này. Đời 216 nhé các bạn, đây là 216. Rồi, đây các bạn xem. Này thì nó nhỏ gọn. Bạn nào mà mua về cho ông bà cụ ấy các bạn, hai ông bà thì ăn là khá là vừa, một hai người ăn thì rất là vừa nhé các bạn. Rồi mình mở bạn xem bên trong. Đấy. Đây nó có cái lẫy này các bạn này. Đấy, mình dán xuống này cái vùng này. Đấy. Bên trong này rất là sạch. Đấy, nó hai vành này các bạn này. Đấy, giống tô chuông vành đấy, kiểu như tô chuông vành luôn đấy. Đấy, xong chuông nửa lít nhưng mà rất là dày nhé các bạn. Giống kiểu tô chuông vành nhé các bạn này, xoong rất là dày luôn, này dày như này luôn này các bạn này, đấy. Đây bên trong này, rồi mình sẽ ghim điện cho các bạn xem nhé. Các bạn nhớ ghim điện 100 nhé các bạn. Đây phím hủy này, đây là phím hẹn giờ, đây là phím hâm, đây là phím nấu. Đấy. Các bạn chờ mình menu là mình quên cái này bị lỏng rồi các bạn ơi. Đấy. Rồi, đây là phím menu này các bạn. À không phải. Đây, đây là phím chọn gạo này các bạn. Đây là chọn chế độ nấu này. Đấy. Nấu cháo này. Đấy. Đây là nấu dẻo đấy các bạn. Đấy, mình hàng dưới là nấu dẻo đấy các bạn, nó có bốn cái thanh này này. Đấy thì mình cứ chọn chọn cho nó xuống cái bốn cái thanh này. Đấy. Rồi mình di chuyển đây thử xem. Không được, phải di chuyển bằng cái này nhé các bạn. Đấy. Như này là nấu ngon nhất nhé các bạn. Đấy, nấu ngon nhất đây. Rồi mình nhấn nút nấu. 60 phút. Đấy. Rồi. Thì mẫu nồi này mình đang bán với giá là 2,5 triệu nhé các bạn. Rồi tô song chuông phiên bản nửa lít. Bạn nào có nhu cầu thì liên hệ ủng hộ mình nhé. Rồi mình cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn nhé.